Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả nền kinh tế Việt Nam, trong đó đặc biệt là ngành du lịch. Tại Phú Quốc, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Những ngày gần đây, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tương đối tốt, các hoạt động du lịch bắt đầu dục dịch phục hồi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch Phú Quốc đang gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận thực tế của phóng viên VTC1 tại Phú Quốc. Tới thời điểm này, khi mà nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc vẫn đang đóng cửa, thì khu phức hợp nghỉ dưỡng với hơn 1.000 phòng chất lượng 5 sao này đã hoạt động trở lại. Theo chủ đầu tư, dù đang là mùa cao điểm du lịch, nhưng lượng khách đến với Phú Quốc chỉ bằng 1/10 so với mọi năm. Dịch Covid vừa rồi thì doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ vượt qua mọi khó khăn, kể cả bất chấp lỗ. Chúng tôi cũng sẽ đưa khách sạn vào hoạt động trở lại để đáp ứng được cái dịch vụ cho người dân. Khó khăn hơn, khu nghỉ dưỡng Sonesi, tổ hợp khu nghỉ dưỡng Fullman Phú Quốc được đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế. Cũng vì dịch bệnh nên đã phải chậm mở cửa hơn so với kế hoạch là 6 tháng. Mỗi tháng chủ đầu tư đã bị mất hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, ngay sau khi chủ đầu tư có ý định chuẩn bị mở cửa trở lại, thì những thông tin thiếu khách quan về dự án đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định mở cửa đón khách vào đầu tháng 6 này của đơn vị. Đây là các giấy phép mà ban quản lý quốc cấp cho chúng tôi. Các cái công trình và đến thời điểm này chúng tôi đầy đủ hết. Thế mà vừa rồi ấy, có một số thông tin nói rằng là chúng tôi không có giấy phép. Thì như vậy rất ảnh hưởng đến các cái đối tác cũng như là các khách hàng của chúng tôi. Coi rằng chúng tôi làm được như vậy là chưa được. Thế thì đây chính là cái giấy phép mà cấp chúng tôi. Theo thống kê của Hội Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Quốc, dịch Covid đã khiến hơn 19.000 phòng khách sạn 5 sao tại Phú Quốc do hiệp hội này quản lý đã bị ảnh hưởng. Thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Xác định dịch vụ du lịch chính là xương sống tạo sức bật cho Phú Quốc và ngành du lịch Việt Nam, nên các doanh nghiệp đã có chủ trương, dù chịu lỗ cũng phải mở cửa đón khách. Tuy nhiên, việc hàng loạt thông tin thiếu tích cực về các dự án đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn là các cơ quan truyền thông, báo đài sẽ đưa những cái thông tin chính xác và những hình ảnh thật đẹp về Phú Quốc, để qua đó người dân được cung cấp những cái thông tin đầy đủ, chính xác về một Phú Quốc an toàn, Phú Quốc hiện đại và Phú Quốc với những cái tiện nghi nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, muốn ổn định kinh tế sau dịch thì việc thúc đẩy phát triển du lịch chính là mục tiêu mũi nhọn cần quan tâm hàng đầu, không chỉ hỗ trợ về kinh tế mà việc cởi trói những bất cập về chính sách, truyền thông xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam từ những thông tin tích cực cũng là biện pháp cấp bách cần thực hiện lúc này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.